Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Tập thể cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng các anh hùng liệt sĩ. Huyện Phong Thổ hiện có tổng diện tích đất có rừng trên 46.242 ha, trong đó diện tích có rừng tính độ che phủ hơn 45.503 ha. Bằng các giải pháp cụ thể, huyện tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 7, đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc tại xã Xì Lở Lầu, đồn biên phòng Xì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo, chuyên viên văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. Làm việc với cấp ủy chính quyền xã Xì Lở Lầu, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà đề nghị địa phương tiếp tục đoàn kết thống nhất trong tập thể, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị địa phương, tuyên truyền quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kết luận của Trung ương, tỉnh, huyện, thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết còn thấp chưa đạt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm cử đào tạo, sắp xếp vị trí làm việc đối với đội ngũ cán bộ công chức, quan tâm phát triển cây sâm, nhất là tìm hướng đầu ra cho sản phẩm nông sản. Trước đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm hỏi động viên hai hộ gia đình người có công với cách mạng. Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Mạnh Hà động viên tinh thần cũng như đời sống đối tượng người có công, đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Dâng hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đồn biên phòng Xì Lở Lầu, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn đến công lao, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để mang lại bình yên cho biên cương của Tổ quốc. Nhân dịp này, đồng chí Vũ Mạnh Hà và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên đồn, đồng thời nghe lãnh đạo đồn báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, đồn quản lý đường biên dài 30,024 km với 13 cột mốc quốc giới, duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường các hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới địa bàn, làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, chia sẻ với những khó khăn và biểu dương, ghi nhận những đóng góp mà cán bộ chiến sĩ đồn trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị đồn tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại, nắm chắc tình hình nội biên, ngoại biên, làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ chiến sĩ, quân nhân, nhất là thực hiện học và làm theo lời Bác, sâu sát gắn bó cùng cấp ủy chính quyền giúp bà con xây dựng các mô hình trồng trọt chăn nuôi, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 7, tập thể cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Đức Dục, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã thành kính dâng hương dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ Bác Hồ, Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu và viếng các anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu. Tại buổi dâng hương dâng hoa, tập thể cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dành thời gian tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ và bày tỏ sự kính trọng, niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác. Nhìn lại chặng đường vẻ vang 71 năm qua, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, đội ngũ cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ tỉnh biên giới Lai Châu trở thành phên dậu vững chắc của Tổ quốc. Viếng các anh hùng liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, tập thể cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ và khẳng định máu đào của các liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng thêm chói lọi, làm rạng rỡ quê hương cho nước Việt Nam được nở hoa độc lập, kết trái tự do. Nhân dân các dân tộc Lai Châu nói chung và cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng mãi mãi ghi tạc và đời đời biết ơn sự hy sinh to lớn đó, giữ vững truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn quan tâm chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, đặc biệt
cho thế hệ trẻ để góp phần tu dưỡng đạo đức cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Dịp này, cán bộ đảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thắp hương tri ân từng phần mộ liệt sĩ. Đây là hoạt động thiết thực của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Huyện Tam Đường tổ chức hội thi khèn Mông lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Lời khèn vọng mãi. Tham dự hội thi có 7 đội, 30 tiết mục của hơn 100 nghệ nhân diễn viên không chuyên đến từ các xã Sơn Bình, Bản Mo, Tà Lèn, Giang Ma, Thèn Xin, Nùng Nàng và Khun Há. Các đội trải qua 3 phần thi, thổi và múa khèn đơn, thổi và múa khèn đôi, thổi và múa khèn đồng đội. Các bài thi có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, con người Tam Đường, Lai Châu. Ca ngợi tình yêu đôi lứa, truyền thống sinh hoạt và sản xuất mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông huyện Tam Đường. Hội thi nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông huyện Tam Đường nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung, giúp các nghệ nhân, diễn viên khèn Mông trong huyện được giao lưu, thể hiện tài năng đối với loại hình nghệ thuật này, đồng thời tạo sự đoàn kết gắn bó xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ sáng tạo của quần chúng nhân dân trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách giảm thuế VAT 2% từ thông tư số 44 của Bộ Tài chính đối với một số nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức 10% xuống 8% áp dụng đến hết năm 2023. Từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Ngay khi chính sách có hiệu lực, hệ thống siêu thị đã triển khai giảm 2% thuế VAT trên toàn hệ thống, áp dụng hầu hết đối với các mặt hàng. Mức giá mới sau khi được giảm thuế 2% thuế VAT cùng với các chương trình khuyến mại đồng loạt được triển khai đã đem lại hiệu quả tích cực, kéo sức mua tăng và tạo tâm lý tốt với người tiêu dùng. Chúng tôi thấy là trước đây thì tôi thường xuyên đi siêu thị mua hàng hóa, thế vì bây giờ nghe được cái tin là có cái thông tư 44 của chính phủ, của Bộ Tài chính này thì chúng tôi thấy rằng là rất phấn khởi. Và đây cũng là một cái dịp mà để chúng tôi được hưởng cái quyền lợi trong cái việc mà mua hàng hóa. Cái thứ hai nữa là cũng kích thích cho những người tiêu dùng như chúng tôi sẽ tăng cường mua hàng hóa mà gắn với cái quyền lợi của mình. Việc được giảm thuế 2% VAT từ đầu tháng 7 đến nay đã có tác động tích cực đến khách hàng. Mặc dù thông tư số 44 vừa được ban hành, nhưng đã góp phần kích cầu được nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc giảm thuế VAT 2% còn đem lại hiệu quả rất lớn cho các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ về các mặt hàng thiết yếu sau hơn nửa đầu năm 2023 kinh doanh ảm đạm. Sau khi có thông tư 44 của Bộ Tài chính ra thì siêu thị đã giảm được 2% thuế VAT cho khách hàng. Thì nhờ đó lượng khách hàng ở siêu thị cũng tăng lên và kèm theo là doanh thu cũng tăng. Em cũng rất hy vọng là từ 6 tháng cuối năm thì siêu thị sẽ tăng doanh thu một cách đột biến và nhờ đó khách hàng cũng sẽ có nhiều cái quyền lợi hơn và em cũng rất hy vọng là sẽ có nhiều cái chương trình hấp dẫn cho khách hàng. Người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% sẽ góp phần giảm giá bán, từ đó góp phần giảm trực tiếp chi phí của người dân trong việc tiêu dùng hàng hóa dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân. Đối với doanh nghiệp, việc giảm thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, rút kinh nghiệm từ những lần giảm thuế trước. Chính sách lần này thực hiện tốt hơn, bài bản hơn, phát huy tối đa hiệu quả để tạo ưu thế về giá cả, kích thích người dân tiêu dùng. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sẽ ít gặp phải những khó khăn khi thực thi thông tư số 44 của Bộ Tài chính. Sau cái thông tư 44 của Bộ Tài chính áp dụng giảm thuế 2% đối với các mặt hàng kinh doanh thì là từ đối với các mặt hàng thì là từ ban lãnh đạo cho đến giám đốc của những người cùng là truyền đạt tới cái từng cán bộ và nhân viên của kinh doanh trong siêu thị thì là để là phổ biến và nắm bắt được cái chính sách của cái chính phủ thì là tôi thấy là cũng là rất là ảnh hưởng một cách là rất là tích cực đối với là các cái mặt hàng kinh doanh nói chung và cái mặt hàng thiết yếu nói riêng. Thì là thứ nhất là cái người hưởng lợi trực tiếp, thể là đến các cái người tiêu dùng thì là
thể là các cái người tiêu dùng sẽ tiếp xúc với các cái mặt hàng chất lượng và giá thành sẽ là nó ổn định hơn. Trong giai đoạn thấp điểm mua sắm, thị trường vẫn được đánh giá là còn nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các nhà bán lẻ giảm chi phí, tăng khuyến mại, đa dạng các mô hình bán lẻ là giải pháp để khơi dậy thị trường hàng hóa mà doanh nghiệp đang hướng tới. Với chiến lược mới của doanh nghiệp cùng đề xuất của chính phủ về việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu nửa cuối năm sẽ cải thiện. Thưa quý vị, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đang tạo điều kiện để các hợp tác xã, cơ sở kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Mường Tè nói riêng phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, hiện nay các sản phẩm OCOP của huyện, thị trường chưa được mở rộng, việc tiêu thụ còn chậm. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự. Hiện nay cơ sở chế biến Phìn Thị Triển ở khu phố 12 thị trấn Mường Tè có hai sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao năm 2022 là cá chấm sấy và khoai sọ. Năm 2023, cơ sở đăng ký thi các sản phẩm châu sấy, lợn sấy và lạp sườn. Được biết, đối với hai sản phẩm OCOP của cơ sở đang được trưng bày và bày bán tại quầy trưng bày của huyện để giới thiệu và quảng bá sản phẩm. Và cùng với đó, cơ sở cũng chủ động quảng bá giới thiệu sản phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau nhằm đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên hiện nay, các sản phẩm của cơ sở chế biến Phìn Thị Triển tiêu thụ rất chậm. Hiện tại là sản phẩm OCOP cơ sở tôi là có hai sản phẩm, sản phẩm cá chấm sấy và sản phẩm khoai sọ Mường Tè. Thì trong quá trình sản xuất thì sản phẩm khoai sọ là nó chỉ là thời vụ, nên là bảo quản khoai tươi thì chỉ trong vòng 15-20 ngày. Còn sản phẩm cá chấm sấy thì đơn hàng thì nói chung là vẫn đi đều, bán cho các khách hàng như là trong tỉnh và ngoài tỉnh. Ngoài tỉnh thì đi đơn nhỏ lẻ, thì nói chung là hiện tại thì các đơn hàng thì vẫn đi đều nhưng mà đơn nhỏ lẻ. Thì các đơn nổ rộ vào thì chỉ vào trong dịp lễ Tết. Hiện nay, huyện Mường Tè có 8 sản phẩm OCOP, đều là sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương như là ớt Trung Đoàn, cá sấy, mật ong, rượu men lá, khoai sọ. Hầu hết các sản phẩm của huyện hiện nay tiêu thụ thông qua các kênh trưng bày tại các quầy hàng, tham gia chợ xúc tiến thương mại, các trang mạng xã hội, bán lẻ hoặc qua các thương lái quen, nên thị trường không ổn định và giá trị kinh tế không cao. Hiện nay thì đối với địa bàn huyện Mường Tè thì hiện nay là đang có 8 sản phẩm OCOP. Về cái thị trường đầu ra thì hiện nay là có một số sản phẩm là chủ yếu là về theo mùa vụ, và một số sản phẩm thì thực hiện thường xuyên, thì trong đó là cái sản phẩm rượu Pusilung ấy, thì hiện nay là hàng ngày đầu ra vẫn ổn định, thì trung bình của một năm là 46.000 lít trên năm. Còn các sản phẩm khác thì chủ yếu là theo mùa vụ. Tuy nhiên là đầu ra vẫn ổn định theo cái sản phẩm mà đã được công nhận sản phẩm OCOP. Về cái sản phẩm khoai sọ thì thực hiện theo cái nghị quyết 02 của Đảng bộ huyện ấy, thì hiện nay là phòng cũng đang phối kết hợp với xã là tăng cường thực hiện mở rộng cái diện tích. Thì tuy nhiên thì để đảm bảo để đưa ra thị trường lớn thì tuy nhiên là vẫn còn hạn chế. Ở đây thì bán chạy cũng chủ yếu là gạo hoặc là đồ khô như kiểu nấm hương, rồi thịt sấy các thứ ạ. Và xong lượng khách ở đây thì nó cũng như kiểu là chủ yếu đông vào cái dịp cuối năm thôi. Còn bình thường thì họ cũng chỉ cần đến mấy cái sản phẩm như là mấy cái sản phẩm thiết yếu như gạo với thịt các thứ. Khách mua thì ở trong huyện thì cũng không gọi là không được đông lắm. Chủ yếu là các lượt khách tham quan, các du lịch ấy, khách du lịch và các có cái các đoàn công tác. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tiêu thụ các sản phẩm OCOP còn chậm, thị trường chưa được mở rộng, đó là quy mô sản xuất nhỏ. Việc hình thành chuỗi sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hầu như là chưa được hình thành. Chưa chú trọng đầu tư và quảng bá sản phẩm, mẫu mã,
có những sản phẩm chỉ mang tính thời vụ. Bởi vậy, hợp tác xã và chủ cơ sở sản xuất các sản phẩm ô cốp của huyện Mường Tè khó tiếp cận và mở rộng thị trường, nhất là các cửa hàng, siêu thị trong và ngoài tỉnh. Huyện Phong Thổ hiện có tổng diện tích đất có rừng trên 46.242 ha, trong đó diện tích có rừng tính độ che phủ là hơn 45.503 ha, xác định rừng giữ vai trò rất quan trọng đối với môi trường và đời sống của người dân. Thời gian qua, huyện đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn. Thị trấn Phong Thổ là một trong những địa phương nhiều năm nay luôn làm tốt công tác bảo vệ rừng. Toàn thị trấn có trên 2.268 ha rừng, độ che phủ đạt 48,7%. Trước diễn biến thời tiết liên tục có các đợt nắng nóng khô hạn kéo dài, các tổ chuyên trách bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng của các thôn, tổ dân phố đã chủ động phối hợp với kiểm lâm địa bàn, tăng cường tuần tra bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, thị trấn Phong Thổ còn tổ chức 15 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng với 1.216 lượt người tham gia. Qua tuyên truyền đã có 741 hộ gia đình đăng ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của Đảng, chính quyền đã quan tâm đến chi trả tiền dịch vụ cho tiền rừng cho bà con nhân dân. Từ cái bà con nhân dân nhận được cái chi trả tiền dịch vụ cho rừng là cái công trong cái công tác phong trào là phòng chống bảo vệ rừng là trong mùa mưa cũng như mùa khô là bà con đặc biệt là rất là quan tâm sâu sát. Bên tổ dân phố thì tôi là cũng là một người dân bên tổ dân phố, thì trong tổ dân phố là cũng đã thành lập tổ chuyên trách bảo vệ rừng là trong đặc biệt là trong những tháng cuối năm mùa khô là hanh khô. Thì trong cái tổ chuyên trách là tôi nhận thấy là các đồng chí là làm việc là sẽ phân công trên 22 người trên một ngày là đi tuần tra canh gác bảo vệ rừng, là đi đến tận cuối điểm cuối rừng của tổ dân phố là có chụp ảnh, quay phim chụp ảnh để gửi về trực tiếp cho đồng chí tổ dân phố lắm để tiếp nhận được cái thông tin là các đồng chí đã lên đến tận đỉnh rừng của tổ dân phố để quản lý bảo vệ. Chúng tôi cũng tổ chức nhiều cái hình thức tuyên truyền. Tuyên truyền họp dân tổ chức họp dân tuyên truyền miệng này, rồi là tuyên truyền bằng banner áp phích này, tẻ tờ rơi, rồi là bằng loa kéo, tức là vận chuyển đi tuyên truyền bằng loa kéo đến khu vực làm nương của người dân và hướng dẫn các cái biện pháp an toàn về đốt nương rẫy để phòng cháy lan vào rừng cho người dân. Cũng qua đó là nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân và cũng hạn chế được cái số vụ cháy rừng, phá rừng xảy ra. Ở huyện Phong Thổ, đại đa số đồng bào dân tộc sinh sống ở bản vùng cao, cuộc sống sinh hoạt thường gắn với rừng và các tài nguyên khác nằm trong rừng. Vì vậy, để bảo vệ diện tích rừng hiện có, huyện hết sức chú trọng công tác tuyên truyền. Theo đó, các cơ quan chức năng như kiểm lâm, ủy ban nhân dân các xã đã tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền về luật lâm nghiệp, các quy định về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với nhiều hình thức nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng cùng tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Đồng thời, huyện chỉ đạo các xã thị trấn duy trì 171 tổ đội chuyên trách bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng ở các thôn bản. Tại đây, mỗi một hộ dân cử một thành viên tham gia tổ chuyên trách và thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra giám sát rừng của địa phương quản lý. Sáu tháng đầu năm trên địa bàn huyện thì đã xảy ra 22 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Đặc biệt là trong thời gian vừa qua thì có 4 vụ vi phạm vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm chính, thì đơn vị hạt kiểm lâm đã kết hợp với các cơ quan tố tụng để đang trong quá trình điều tra xác minh là làm rõ đối tượng vi phạm để xử lý truy tố theo quy định. Trong đó thì có 2 vụ cháy rừng và 2 vụ phá rừng. Và các gì trên địa bàn huyện xảy ra năm vừa rồi so với cùng kỳ năm ngoái thì cũng xảy số vụ vi phạm tăng hơn so với các năm trước, thì cũng do đặc điểm là 6 tháng đầu năm vừa rồi thì thời tiết là cực đoan, nắng nóng kéo dài nên số vụ cháy rừng và phá rừng xảy ra nhiều. Để mà làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng trong thời gian tới thì đơn vị chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ, tuyên truyền tới người dân, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ người dân tham gia bảo vệ rừng, phát triển rừng, cũng như là phối làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành cắm trên địa bàn xã để xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp. Với các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, huyện Phong Thổ đã và đang ngăn chặn được các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp để các diện tích rừng được đảm bảo an toàn, đồng thời góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Điều này không chỉ bảo vệ rừng mà còn giúp người dân phát triển kinh tế từ rừng.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những ngày vừa qua, thời tiết mưa liên tục đã làm ảnh hưởng rất lớn tới đời sống và sản xuất của người dân ở xã Khun Há, huyện Tam Đường. Trước tình hình đó, để chủ động phòng chống và giảm thiệt hại do mưa lũ có thể xảy ra, xã Khun Há đang tăng cường triển khai các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền người dân khi mưa lớn không lên nương đồi sản xuất nông nghiệp, các hộ có nguy cơ cao trong vùng sạt lở cần di dời đến các điểm an toàn. Mùa mưa bão năm 2021, xã Khun Há có 9 hộ bị ảnh hưởng do mưa đá, gió lốc gây ra, sạt lở một số diện tích đất nương ruộng của bà con nhân dân. Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ năm nay, xã Khun Há chủ động kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, những vùng có nguy cơ cao để có phương án ứng phó, cắm biển cảnh báo nơi có nguy cơ sạt lở đất, tổ chức khơi thông dòng chảy, đảm bảo thoát nước nhanh. Mà hôm nay thì mưa to quá, ra đây mình chỉ ở nhà thôi, không đi rừng nữa, sợ nước nó đục đục vào hay là xả đợ như nào thì mình chỉ ở nhà thôi. Để chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Khun Há đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng chống thiên tai, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, đồng thời xây dựng phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể, bám sát tình hình thực tiễn. Song song với đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã chú trọng phương án ứng phó với thiên tai nguy hiểm như là lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời rà soát các hộ nằm trong vùng sạt lở cao để tuyên truyền, vận động các hộ dân di chuyển, đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí di chuyển đến nơi ở mới an toàn. Đặc biệt, xã đặt các biển cảnh báo nguy hiểm tại những vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để cảnh báo người dân tránh đi vào những khu vực đó. Qua rà soát có hai bản là Ngài Thầu Thấp và Chù Khèo với 9 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Từ đầu năm đến nay, xã Khun Há tuyên truyền vận động các hộ dân chủ động di chuyển và bố trí tìm nơi ở mới đảm bảo. Đến nay, xã di dời được 4 hộ tới nơi ở mới an toàn, còn 5 hộ xã tiếp tục tuyên truyền để di dời người dân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo an toàn về tài sản tính mạng của người dân. Bước vào cái mùa mưa của năm 2023 này, thì đối với địa bàn xã Khun Há là một cái địa bàn đặc thù có cái vấn đề về khí hậu thời tiết nó cũng khá là phức tạp. Đấy, thì trên cơ sở cái nội dung như hàng năm như vậy thì xã cũng đã tổ chức họp với ban chỉ đạo phòng chống thiên tai của xã. Đấy, phân công cụ thể cho các đồng chí thành viên phụ trách các bản nắm chắc tình hình. Trên cơ sở tổng kết cái nhiệm vụ của năm 2022 ấy, thì chúng tôi cũng đưa ra nhiều cái giải pháp để anh em thực hiện. Trong đó thì tập trung vào các cái điểm mà có nguy cơ sạt lở cao, để các cái khe suối rồi là các cái cung đường mà đi qua các cái vùng núi, vùng đồi nó có nguy cơ cao thì chúng tôi thực hiện cái việc là cắm mốc cảnh báo cho bà con nhân dân. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái vấn đề là các cái hộ mà nằm trong các cái vùng có nguy cơ sạt lở cao, qua cái khảo sát đánh giá của cơ quan chuyên môn ấy thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc là di dời các cái hộ này đến nơi an toàn. Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với ý thức chủ động phòng chống lụt bão của người dân, hy vọng mùa mưa bão năm nay Khun Há sẽ hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh sẽ phát triển theo trọng tâm, một trụ, hai vùng, ba trụ cột. Trong đó, trọng tâm chủ yếu phát triển kinh tế theo hai vùng, gồm vùng kinh tế động lực sẽ tập trung phát triển du lịch sinh thái, mạo hiểm, văn hóa cộng đồng, sản xuất điện, công nghiệp, chế biến nông sản, chế biến đất hiếm, phát triển đô thị, kinh tế biên mậu. Đối với vùng kinh tế nông lâm sinh thái sông Đà, ưu tiên bảo vệ rừng, trồng quế, mắc ca, phát triển dược liệu dưới tán rừng. Theo quy hoạch, kinh tế của tỉnh cũng sẽ phát triển theo ba trụ cột, gồm du lịch gắn với bản sắc văn hóa và kinh tế biên mậu, đẩy mạnh công nghiệp năng lượng, công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm thủy sản. Đồng thời, phát triển nông nghiệp đa giá trị, nông nghiệp hữu cơ gắn với chuỗi giá trị, dựa vào các sản phẩm nông lâm sản có lợi thế, có giá trị gia tăng cao. Nhờ thực hiện tốt các chính sách thu hút đầu tư đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, từ đầu năm đến nay, việc đăng ký kinh doanh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới 60 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.347 tỷ đồng, bằng 38,7% kế hoạch, giảm 27 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh lên 1.921 doanh nghiệp. Với sự hỗ trợ tạo điều kiện của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua đã phát huy tính năng động trong sản xuất kinh doanh, đóng góp trên 30% tổng số thu ngân sách tại địa bàn, thu hút và tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Bình quân thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp đạt 4 đến 6 triệu đồng một tháng. Cùng với đó, các doanh nghiệp còn góp phần quan trọng vào việc bao tiêu sản phẩm nông sản, thu hút đầu tư, phát triển du lịch trong tỉnh.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Phong Thổ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, phối hợp, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện, góp phần đưa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân được thụ hưởng, tạo điều kiện cho nông dân tiếp nhận và thực hiện có hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ. Hội Nông dân huyện đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tổng dư nợ trên 155 tỷ đồng, với 69 tổ tiết kiệm và vay vốn và 2.788 hộ vay vốn. Vận động thành lập 69 tổ góp vốn tiết kiệm trong nội bộ nông dân với 2.775 hộ thành viên tham gia. Số tiền gửi trên 2 tỷ 432 triệu đồng, giúp cho hơn 100 hộ hội viên nghèo có vốn để sản xuất. Hiện nay, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn của huyện Tam Đường là 1.136,47 ha, trong đó trồng mới 300,37 ha cây chanh leo, diện tích chăm sóc là 106,8 ha, diện tích thu hoạch là 729,3 ha, sản lượng 6 tháng ước đạt là 1.600 tấn, tăng 90 tấn so với cùng kỳ năm 2022. Thấy được hiệu quả từ cây ăn quả nên người dân đã mở rộng diện tích. Ngoài ra, nhiều hộ nông hộ đã quan tâm tới việc chăm sóc, nhất là thời kỳ cây đang ra quả non. Để cây ăn quả phát triển tốt trong thời gian tới, huyện Tam Đường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tuyên truyền đến bà con nhân dân tích cực chăm sóc để đảm bảo số lượng cũng như là chất lượng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.